Xin chào các bác đang xem kênh Hải Phòng GV. Nay thì bên em tiếp tục về thêm hàng TV Sony và một số cái mẫu TV của Samsung. Dòng khung tranh cũng có về thêm ngày hôm nay. Em quay cho các bác để các bác cập nhật được TV về hàng bên em. Dòng Sony mẫu 65X90K và mẫu 55X90K. Hai cái mẫu TV đang có mức giá tốt cũng như là bán cực kỳ tốt bên em. Các bác muốn tìm mua cái mẫu TV giá rẻ mà cấu hình cao, các bác nên chọn cái mẫu X90K trong cái dịp này. Đây là 75 inch giờ frame của Samsung, dòng khung tranh đời mới 2024. Còn 65 và 55 của Sony. Mẫu Sony này thì như em đang xem cái ngày tháng sản xuất, mẫu 65 inch thì rơi vào khoảng tháng 9 năm 2023. Còn dòng 55 inch thì khoảng tầm tháng 9 năm 2022. Nói chung là 65 inch ấy thì sẽ là trong năm 2023, từ dao động từ tháng 4 đến tháng 9. Còn 55 inch thì rơi vào tháng khoảng năm 2022. Cái tháng sản xuất các bác nhá. Còn hàng thì đảm bảo hàng mới hết rồi, hàng mới nguyên hộp, chưa kích hoạt bảo hành. Có một số bác bảo là hàng bị trôi bảo hành hay là hàng không có bảo hành. Nhưng mà thực tế thì rất là nhiều các bác đã mua hàng rồi, thì các bác cũng, nếu bác nào mà đã mua rồi, đã kích hoạt được rồi, các bác để lại cho em một bình luận để cho mọi người cùng biết. Thì hàng hóa bên em thì đảm bảo hàng mới, và đảm bảo là sau khi mua hàng thì bên em sẽ kích hoạt bảo hành thành công cho các bác, chứ không có chuyện là trôi bảo hành. Đủ bảo hành thời gian là 2 năm. Còn giá thành thì hiện tại ngày hôm nay giá cũng rất là tốt để các bác mua. Mẫu 65 inch và 55 inch thì một chút nữa em sẽ quay ra báo giá cho các bác, và cả báo giá thêm những cái dòng TV Samsung hôm nay về hàng. Cái hàng thì họ đang xuống trên xe đây, từ xe của hãng xuống đây. Về hàng đợt này thì cũng thoải mái để các bác đặt nhé. Đây, hàng hóa thì em đang bày bên này. Em sẽ quay sang cập nhật giá để gửi đến các bác trong ngày hôm nay. Đây các bác nhá, đây là dòng 65X90K. Trong khoảng một tháng gần đây ấy, thì dòng Sony X90K, cả mẫu 65 inch và 55 inch thì đều là một trong những cái mẫu TV bán cực kỳ tốt, và rất là nhiều các bác đã mua được hàng rồi. 65X90K thì thuộc dòng TV tầm cao của Sony. Từ những năm 2022 mẫu này ra mắt cho đến 2023 hay đến thời điểm hiện tại thì cái cấu hình TV của mẫu 90K vẫn là thuộc top những cái mẫu TV mà có cấu hình cao. Về thiết kế bên ngoài thì thiết kế viền nhựa, viền mỏng, chân đế thì để ở hai bên, chân đế bằng kim loại. Dòng X90K thì cái dòng chân đế nó sẽ có hai kiểu để chân. Một là các bác để lên cao để mình có thể để thêm được bộ loa sau 3 ở chính giữa, như kiểu em đang để đây. Khi mà để lên cao thì các bác để một bộ loa sau 3, nó sẽ không bị chắn cái màn hình. Còn nếu không thì các bác để sát xuống cái phần viền của chân đế này thì nó sẽ sát xuống cái bàn hơn. Thì chân đế nó sẽ có hai mức để các bác để. Còn thiết kế TV thì rất là mỏng đẹp rồi. Nó chỉ có một cái điểm, đó là cái viền nó vẫn chưa là viền kim loại thôi, viền nhựa. Về cấu hình của màn hình thì mẫu này độ phân giải sẽ là 4K, tần số quét của TV là 120Hz, tần số quét thực. Rồi công nghệ màn hình sẽ nét nền Full Array, tấm nền VA. Chip thì là chip XR, trí tuệ nhận thức, chip đời cao cấp của Sony. Đây, chip AI. Về âm thanh của TV thì tổng công suất loa sẽ là 30W, hệ thống loa là 2.2, có 4 củ loa, tích hợp Dolby Atmos trên loa của TV. Sẽ có hai cái loa ở dưới là đánh tiếng chính, còn hai cái loa ở trên thì sẽ là tiếng phụ, tiếng surround. Đây, các bác có thể nhìn thấy thiết kế của TV. Đây chính là cái ngõ ra loa, là hai cái loa ở trên, bên kia cũng có một, bên này có một. Còn loa chính nó sẽ nằm ở phần dưới, phần dưới này các bác nhá, phần mặt dưới đây. Giao diện thì là Google TV rồi, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, rồi điều khiển giọng nói rảnh tay. Ở mẫu này thì chỉ có một vấn đề mà các bác đang ngại, đó là về cái thời gian bảo hành. Các bác đang sợ là cái mẫu X90K đời ra mắt từ năm 2022 rồi, vì vậy mà cái thời gian bảo hành sợ bị trôi bảo hành hoặc là không có bảo hành. Thì cái vấn đề này thì bên em cam kết đảm bảo cho các bác là hàng đủ bảo hành và sẽ kích hoạt bảo hành điện tử.
Sau khi các bác mua hàng xong rồi thì bên em sẽ kích hoạt bảo hành điện tử theo cái số điện thoại của các bác cung cấp, theo thông tin của các bác cung cấp, và cái thời gian bảo hành của TV thì sẽ tính từ cái thời gian, tính từ cái ngày kích hoạt bảo hành, và chắc chắn là đảm bảo là hàng hóa được bảo hành chính hãng là 2 năm tại nhà. Ngoài ra thì bên em vẫn hỗ trợ các bác một đổi một trong vòng là 30 ngày đầu tiên nếu như TV mà có lỗi do nhà sản xuất. Thì đây là cái cam kết của bên em, các bác yên tâm khi mà mua hàng. Và mức giá của mẫu 65X90K thời điểm hiện tại đang bán, giá mà trừ hết quà sẽ còn là 17.480.000, 17.480, giá cực kỳ là rẻ. So sánh giá với cả cái phân khúc cấu hình ngang bằng so với cả dòng TV Samsung ấy, thì Sony hiện tại vẫn đang rẻ hơn ở cái dòng TV X90K, rẻ hơn so với cả dòng TV của Samsung. Đây là mẫu 65 inch. Màn hình 65 inch thì độ rộng là rơi vào 1m46, các bác xem từ khoảng cách tầm 3m, 3m rưỡi là phù hợp. Tiếp theo, chuyển sang cái mẫu nhỏ hơn, đó là mẫu 55X90K. Dòng 55X90K thì size inch nó nhỏ hơn, độ rộng màn hình nó khoảng tầm 1m24, và khoảng cách các bác xem thì khoảng tầm là 2m, 2m rưỡi là mình xem cái mẫu này phù hợp rồi. Về thiết kế cũng như cấu hình của TV thì nó đều giống với cả dòng 65X90K, đều có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt cũng như điều khiển giọng nói rảnh tay. Các bác sử dụng câu lệnh để thao tác tìm kiếm trên TV, mình không cần dùng điều khiển nữa. Ok Google, thời tiết hôm nay thế nào? Em đang test thử cho các bác nhé. Các bác chờ một chút, em sẽ tăng cái tiếng lên. Ok Google, thời tiết hôm nay thế nào? Dự báo vào đêm hôm nay tại Đông Anh trời có mây rải rác vài nơi và nhiệt độ là 24 độ. Đó, thì đây là cái tính năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay. Các bác có thể tìm kiếm bất cứ thứ gì trên Google, hoặc là mình mở ứng dụng rồi mình tìm kiếm các cái nội dung trên YouTube cũng được. Thì với cái tính năng tìm kiếm giọng nói rảnh tay, các bác sẽ không cần phải dùng điều khiển nữa. Đây là một cái tính năng rất là hay ở dòng TV của Sony. Giao diện Google TV có cho phép các bác cài thêm được ứng dụng thứ ba bên ngoài, cài thêm được các ứng dụng như xem camera, vẫn cài được bình thường. Về size 55 inch ấy, thì mẫu 55X90K hiện tại đang bán bên em giá thành mà trừ đi hết quà rơi vào 15.430.000, 15.430 các bác nhá. So sánh giá thành như em vừa nói, so sánh ấy, giá thành của TV mà có cùng cấu hình, ngang cấu hình với cả hai cái mẫu 90K ở TV của Samsung thì sẽ là dòng Q80D. Và mẫu đó thì giá thành nó cao hơn nhiều so với cả dòng X90K này. Và cái mẫu X90K của Sony đấy, hàng về thì cũng không có nhiều, số lượng có hạn các bác nhé. Các bác mua hàng, mua cái mẫu X90K, các bác cứ gọi về số tổng đài của bên em, đó là 0974178586, thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn bán hàng cho các bác. Bên em thì có bán hàng toàn quốc, có cả giao hàng toàn quốc, ở đâu thì bên em cũng có thể giao hàng được. Và các bác cứ gọi về tổng đài thì bên em sẽ tư vấn chi tiết cho các bác. Tiếp theo, qua dòng TV của Sony thì em đến cái mẫu khung tranh dơ phim của Samsung. Hôm nay có về hàng cùng mẫu 75 khung tranh. Đây là dòng TV khung tranh của Samsung 75 dơ phim, 75RS03D. Mẫu này là mẫu mới trong năm 2024. Với cái mẫu khung tranh ấy, thì ngoài cái tính năng xem TV, xem phim bình thường, thì các bác còn có thể để tranh ảnh, để giống như là một cái bức tranh trên tường. Mình vừa đề co trang trí ngôi nhà của mình vừa xem phim. Một chiếc TV mà sẽ có hai tác dụng cụ thể riêng biệt. Mẫu khung tranh của Samsung ấy thì sẽ tặng kèm cho các bác là một bộ khung tranh. Đây, một bộ khung tranh này. Các bác để vào thì nó giống một bức tranh. Còn mình bỏ ra thì cái viền TV vẫn là một viền màu đen, giống như TV bình thường. Tặng một cái bộ khung tranh này, và kèm theo đó sẽ là giá treo TV riêng biệt cho TV khung tranh. Với cái mẫu TV khung tranh này, các bác sẽ không cần phải mua thêm giá treo nữa, mà sẽ tặng kèm rồi, chân đế đi kèm. TV thì sẽ có một bộ One Connect để kết nối với các thiết bị bên ngoài, còn từ cái bộ đấy nên TV nó chỉ còn một cái đường dây thôi, duy nhất nên màn hình TV có một cái đường dây vừa cấp nguồn vừa cấp hình ảnh.
Dòng khung tranh này của Samsung mẫu mới 2024 ấy, thì nó sẽ có cái thiết kế mới hơn ở cái màn hình. Màn hình của dòng cũ năm 2023 thì nó có độ nhám nhất định, các bác sờ vào thì nó hơi thô ráp màn hình, và như vậy ấy, thì sẽ khó vệ sinh đeo chùi hàng ngày. Khi mà có vết bẩn, bụi bẩn thì mình rất là khó vệ sinh. Nhưng cái mẫu mới năm 2024 ấy, thì cái màn hình của nó đã chuyển về màn hình trơn bình thường, giống như là những cái mẫu TV 4K khác. Màn hình mặt trước này sờ rất là mịn và trơn, còn cái lớp màn hình nhám ấy, được đẩy ở bên trong thì nó vẫn giữ nguyên được cái khả năng là chống chói cho TV. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái màn hình bên ngoài thì nó sẽ trơn bóng và giúp các bác vệ sinh lau chùi dễ hơn. Thì đấy là cái mới của năm 2024. Ngoài ra thì các cái bức tranh ở trên TV khung tranh sẽ được miễn phí nhiều hơn. So với những cái mẫu cũ ấy, thì chỉ có 1 đến 2 bức được miễn phí. Còn các bác muốn sử dụng những cái bức tranh thêm, các bác phải tải thêm. Mình tải bên ngoài vào mình copy vào TV, hoặc là mình phải sử dụng tài khoản mất phí của Samsung. Nhưng trong năm nay ấy, thì các bức tranh miễn phí nó sẽ có nhiều hơn. Nó khoảng tầm là một lúc nó sẽ khoảng tầm độ 20-30 bức. Và trong cái kho đấy nó sẽ thay đổi liên tục. Và cái kho tranh của TV ấy, thì nó sẽ cho các bác là khoảng tầm là mấy trăm bức tranh trong một tháng để thay đổi thường xuyên, giúp các bác không bị nhàm chán khi mình thể để bức tranh mặc định. Còn nếu mà các bác muốn để tranh ảnh của gia đình cũng được, các bác có thể copy vào TV rồi mình đặt lên trên cái màn hình, thì khi mà mình tắt đi thì TV nó sẽ biến thành một cái bức tranh gia đình của nhà mình. Về cấu hình của TV ấy, thì màn hình vẫn có độ phân giải là 4K, tần số quét của TV là 120Hz, công nghệ nét sẽ là nét viền hai màu và tấm nền PA. Với cái cấu hình của TV ấy, thì nó tương tự với cả mẫu Q70, Q70D của Samsung. Về âm thanh của mẫu này ấy, thì sẽ có tổng công suất là 40W, hệ thống loa là 2.2, có cả hỗ trợ âm thanh theo chuyển động OTS cũng như là đồng bộ sang Q70. Âm thanh của dòng The Fame thì khá là ok, âm thanh to và hệ thống loa sẽ là 2.2. Giao diện TV thì vẫn là giao diện Tizen OS đời mới 2024. Chip là Quantum, processor 4K. Về mức giá của mẫu 75 khung tranh ấy, thì hiện tại, thời điểm hiện tại giá thành mới nhất trừ hết quà sẽ còn là 33.090.000, 33.090 cho mẫu TV 75 inch khung tranh The Fame của Samsung đời mới 2024. Hàng Samsung thì sản xuất tại Việt Nam, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà và hỗ trợ 1 đổi 1 trong vòng là 30 ngày đầu tiên. Tiếp theo là em sẽ quay thêm một số cái mẫu TV mà dòng TV của Samsung cấu hình nó tương tự so với cả dòng X90K để các bác dễ dàng so sánh giá giữa TV Sony và Samsung các bác nhé. Ở đây thì sẽ có dòng 55Q80D và 65Q80D, hai dòng TV mà có cấu hình em đánh giá cho sẽ là cấu hình gần như là ngang bằng so với cả dòng Sony. Ở mẫu 55Q80D ấy, thì thiết kế nó sẽ đẹp hơn bởi vì đây là mẫu mới 2024, vì vậy mà có thiết kế viền kim loại, viền mỏng rồi. Chân đế thì cũng bằng kim loại để ở chính giữa. 55Q80D ấy, thì sẽ có con chip đời mới, chip AI của Samsung NQ4 AI Gen 2. Và màn hình thì độ phân giải là 4K, tần số quét là 120Hz. Công nghệ nét nền Full Array và tấm nền PA. Âm thanh thì 40W, có 4 củ loa. Về mức giá thì 55Q80D hiện tại đang bán là 17.970 cho mẫu 55Q80D giá ngày hôm nay. Thì so sánh với cả dòng 55X90K ấy, thì nó đang cao hơn là khoảng tầm là 2.5 triệu, cao 2.5 triệu so với cả dòng 55X90K của Sony. Cùng với đó thì mẫu 65Q80D tương tự cấu hình 55 inch, nhưng mà giá thành của nó thì đang bán là khoảng tầm là 21.400 cho mẫu 65Q80D. Và so sánh sang dòng 65X90K của Sony ấy, thì giá thành của nó đang chênh là khoảng tầm 4 triệu. Đang chênh 4 triệu. Giá chênh rất là cao. Trong khi đó thì thông thường Sony sẽ đắt hơn Samsung, nhưng hiện tại thì Samsung đắt hơn Sony. Tất nhiên là sẽ có nhiều yếu tố. Ví dụ như là dòng Samsung sẽ là dòng mới này, cấu hình nó mới hơn, hay những cái tính năng rồi cái công nghệ nó sẽ mới hơn so với cả dòng X90K.
Nhưng mà bản chất của TV ấy thì cấu hình như là 120Hz, công nghệ nét nền Full Array thì nó cũng không thay đổi. Và với những cấu hình như vậy, các bác đã thoải mái xem giải trí rồi. Dòng X90K vẫn là một trong những dòng cấu hình cao, nhưng mà nếu như mà để mức giá cực kỳ tốt như bây giờ thì đúng là em khuyên các bác là nên chọn dòng X90K. Bởi vì các bác sẽ tiết kiệm được rất là nhiều, không phải là 1-200, không phải 1 triệu, mà nó tới là khoảng tầm 2 triệu rưỡi hay là 4 triệu cơ. Các bác sẽ tiết kiệm được một khoản tiền tương đối là to. Thì trên đây là cái video cập nhật hàng mới về, cũng như là cập nhật giá rồi so sánh để các bác dễ dàng chọn lựa mua hàng hơn. Thì video ngày hôm nay của em đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh Hải Phòng TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.